đăng ký ngay kênh mới XTV Esports để đón xem những dự án khủng của bọn mình trong năm 2021 nhé. Như vậy là chỉ còn ít ngày nữa là giải đấu VCS mùa xuân 2021 sẽ chính thức khởi tranh với màn debut cực hot đến từ team SBTC. Bên cạnh đó là không ít thông tin quan trọng mà bạn không thể bỏ lỡ. Hôm nay mời các bạn cùng xem game.com bọn mình đến với update Liên Minh Huyền Thoại. Viego sẽ là chùm sứ giải khe nứt. Quái vật đường trên The Shy giờ chỉ còn là quá khứ. Viego dự báo là chùm sứ giải khe nứt nhờ vào tầm đánh siêu xa. Dù chưa ra mắt, thế nhưng Viego đã được cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại đánh giá cao nhờ vào khả năng chiếm hữu và được phép sử dụng các kỹ năng thường của mục tiêu. Đặc biệt hơn, Hắc Diệt Đế Vương này còn sở hữu khả năng ấn tượng khác, đó chính là ông tướng có tầm đánh xa thứ nhì trong các tướng cận chiến. Như tấm hình này, các bạn có thể thấy tầm đánh xa của Viego chỉ đứng thứ 2 trên bảng thống kê với phạm vi là 225. Tầm đánh của ông chỉ thua mỗi Klett trong dạng đi bộ. Với khả năng thú vị này, một YouTuber có tên là Vadiri đã thực hiện một video thử nghiệm để xem liệu tầm đánh xa này giúp ích gì được cho Viego. Theo đó, ông có thể tấn công đối thủ từ ở phía bên kia tường đối với những khu vực tường mỏng. Tất nhiên trong thực chiến thì hiếm khi người chơi thực hiện được điều này. Nếu như ghi nhớ thì đôi lúc nó sẽ là vũ khí tuyệt vời trong một vài trường hợp nhạy cảm. Ngoài ra với tầm tấn công cực xa, ông còn trở nên mạnh hơn bao giờ hết khi có thể tấn công sứ giả khe nứt một cách cực kỳ an toàn. Theo Wiki, sứ giả khe nứt cũng có tầm đánh tấn công cực xa với khoảng cách là 250. Với việc cả hai đều sở hữu tầm đánh xa, Viego có thể tấn công khu vực gần bùa đỏ một cách khá dễ dàng. Dù không thể tấn công vào mắt đằng sau lưng của sứ giả khe nứt để bào máu nhanh hơn, nhưng nó cũng có thể giúp ông tấn công đơn vị lính này một cách an toàn mà không sợ đối thủ quấy rối. Donby bỏ sinh nhật vợ để quyết chiến với Sop. Dễ dàng đánh bại Rogue Warriors với tỷ số 2-0, FunPlus Phoenix lại tìm lại được cảm giác chiến thắng sau khi có trận thua bạc nhược trước EDG ở vòng đấu trước. Chiến thắng này còn giúp các tuyển thủ FunPlus Phoenix lấy lại được sự tự tin trước trận đại chiến quan trọng với Suning. Sau trận đấu, khi được MC nhắc hôm nay là ngày sinh nhật của vợ, Donby không ngần ngại phát cẩu lương ngay trên sóng trực tiếp. Thật sự khá đáng tiếc bởi vì chúng tôi phải chuẩn bị cho trận đấu quan trọng sắp tới với Suning, nên hôm nay không thể đón sinh nhật cùng cô ấy. Nhưng anh sẽ luôn bên cạnh em, yêu em. Sinh nhật vui vẻ. Dù Umi có tới tận nơi xem chồng mình thi đấu, nhưng hai người lại không thể đón sinh nhật cùng nhau bởi vì Donby phải trở lại Gaming House. Lúc này là thời điểm vô cùng gấp rút với Donby vì trận đấu vô cùng quan trọng với Suning sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 1 tới đây. Chuyện tình cảm của hai vợ chồng Donby và Umi luôn đem lại cảm hứng tích cực cho cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại. Umi là bóng hồng xinh đẹp luôn đứng sau thành công của Donby. Chính vì vậy, cô chắc chắn sẽ hiểu cho quyết định của chồng mình. Cô sẽ để cho Donby bù đắp cho mình sau, một chiến thắng trước Suning chẳng hạn. Ở mùa giải trước, FunPlus Phoenix đã nhận thất bại cay đắng 1-2 trước Suning, trong ngày mà Sop đã thi đấu vô cùng xuất sắc. Tuy nhiên, với việc Nuguri đang hòa nhập rất nhanh, còn Sop lại đang không có phong độ cao, thì một chiến thắng trước Suning là hoàn toàn khả thi với nhà vô địch thế giới. T1 tung teaser ca khúc chủ đề cực chất có sự xuất hiện của Baekhyun. Mới đây, T1 hé lộ teaser ca khúc chủ đề cho LCK mùa xuân 2021 mang tên Runner. Nó sẽ được vang lên mỗi khi đội tuyển giàu thành tích nhất Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc bước ra sàn đấu. Đáng chú ý, T1 quyết định chơi lớn khi hợp tác cùng hàng loạt ngôi sao nổi tiếng bao gồm Baekhyun, EXO, rapper Changmo và DJ Raiden. Runner vì thế là sự kết hợp nhiều thể loại như rock, trap, EDM với âm hưởng quyết tâm khôi phục triều đại hào hùng năm xưa. Fan cũng cảm thấy bất ngờ khi người xuất hiện trong teaser không phải là Faker, thay vào đó là thành viên duy nhất của T1 trong teaser lại là Kana. Sự góp mặt của Baekhyun, giọng ca chính trong nhóm nhạc nam EXO khiến người hâm mộ vô cùng háo hức. Đoạn teaser 15 giây ngắn ngủi nhưng nhận được hàng trăm ngàn lượt thích, thả tim. Trên thực tế, quyết định kết hợp cùng T1 của anh chàng này chẳng khiến fan bất ngờ. Năm 2019, Baekhyun tham dự sự kiện cùng Faker. Khi đó, ca sĩ nổi tiếng tỏ ra vô cùng bất ngờ khi gặp được Faker bằng xương bằng thịt. Thậm chí anh còn trò chuyện với Faker rằng: "Anh rất hâm mộ em đấy, em là game thủ anh yêu thích nhất luôn đó." Runner sẽ được ra mắt vào ngày 26 tháng 1 sắp tới. Xin chào các bạn, như vậy là chúng ta đã bước sang năm mới 2021 với rất nhiều dự định, hoài bão và XTV Network bọn mình cũng vậy. Để chuẩn bị cho những điều lớn lao, hoành tráng trong năm 2021 này,
bọn mình đã chính thức ra mắt kênh mới mang tên XTV Esports, hứa hẹn mang đến cho các bạn rất nhiều điều bất ngờ đấy nha. Rất mong các bạn bỏ vài giây để ấn đăng ký kênh XTV Esports. Link đăng ký bọn mình sẽ để phần mô tả của clip. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ bọn mình trong suốt thời gian vừa qua. Quái vật đường trên The Shine giờ chỉ còn là quá khứ. Invictus Gaming hiện đang có một khởi đầu rất chật vật tại LPL mùa xuân 2021 với một trận thắng và hai trận thua sau 3 lượt đấu. Vấn đề của đội tuyển này không phải là điều quá mới mẻ khi các tuyển thủ ngoại trừ rookie đều thi đấu rất phập phù, cùng với vấn đề ban pick và chiến thuật từ ban huấn luyện. IG từ sớm đã không được đánh giá quá cao ở mùa giải này. Tuy nhiên trong bối cảnh đó, The Shine vẫn là cái tên khiến người hâm mộ đau đầu nhất. Đành rằng IG đang toan từ trong ra ngoài, nhưng màn trình diễn của siêu sao đường trên sinh năm 1999 lại trở thành điểm nhấn lớn hơn cả đơn giản vì nó quá tệ. Mới đây, báo đài Trung Quốc đã liệt kê ra một loạt chỉ số để chứng minh The Shine là một trong những người chơi đường trên tệ nhất LPL hiện tại. Dù giải đấu mới bước sang tuần thi đấu thứ 3, nhưng rõ ràng phong độ kết tủa của The Shine đã kéo dài từ mùa hè 2020 và vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. Một chỉ số dễ nhận biết nhất chính là KDA. Ở thống kê này, The Shine chỉ có 1,5 điểm, xếp thứ 16 trên 18 tuyển thủ đường trên đã ra sân thi đấu kể từ đầu mùa. Nói cách khác, tổng số mạng hạ gục cộng với hỗ trợ của The Shine cộng lại cũng chỉ gấp rưỡi so với số lần anh nằm xuống. Một số ý kiến cho rằng, The Shine vốn chưa bao giờ có KDA đẹp, bởi vì anh luôn có xu hướng lao vào mở giao tranh, tấn công tuyến sau của đối thủ, và khi đi đường cũng thường xuyên solo kill, nên KDA tệ không phải là nguyên nhân để anh phải hứng chịu chỉ trích. Tuy nhiên, lời biện minh này nhanh chóng bị bẻ gãy bởi một chỉ số thống kê khác, đó chính là tỷ lệ tham gia hạ gục của team. The Shine chỉ tham gia vào 38,2% số mạng hạ gục của toàn đội IG, xếp thứ 17 trên 18. Số mạng hạ gục trung bình của The Shine trong mỗi ván đấu là 1,6, tức là trung bình anh hạ gục chưa tới 2 mạng trong một ván đấu, con số quá thấp so với một người chơi top carry. Tuy nhiên, điều an ủi là Nuguri thậm chí còn thấp hơn The Shine ở chỉ số này. Tuy nhiên, The Shine lại là một trong năm người chơi đường trên có số lần lên bảng đếm số trung bình nhiều nhất. Mỗi ván The Shine bay màu trung bình 3,3 lần. So với số mạng hạ gục thì có nghĩa là cứ 2 lần bị đối phương hạ gục, The Shine mới đòi lại được một mạng. Số lần chết trung bình cao thì đồng nghĩa với tổng số lần đếm số cũng không kém phần long trọng. The Shine đã nằm xuống tổng cộng 23 lần sau 3 trận BO3, 7 ván đấu. Thậm chí điểm tầm nhìn mỗi ván đấu của The Shine cũng chỉ có 0.3. Những thống kê nói trên đã cho thấy một thực tế rằng The Shine đang có một phong độ tệ toàn diện, không đóng góp nhiều trong lối chơi chung nhưng lại nằm xuống quá nhiều. Anh chàng này đã khiến cho lối chơi của IG đôi khi rơi vào tình cảnh bế tắc hoàn toàn. Trong ván đấu thứ 3 giữa IG và team WE, The Shine sở hữu KDA 050. Hay nói cách khác, đóng góp của anh vào lối chơi của IG chỉ là con số không tròn chỉnh, team bạn xanh lét. Mới ra mắt ở mùa 11, nhưng đá tỏa sáng bảo hộ lại bị game thủ bỏ rơi hoàn toàn. Đá tỏa sáng bảo hộ là một trong số rất nhiều trang bị mới được thêm vào Liên Minh Huyền Thoại tại mùa 11. Đây là món đồ cung cấp chỉ số điểm hồi kỹ năng lớn nhất game, 40, và có tác dụng chứa tối đa 3 mắt kiểm soát. Nhưng tưởng đây là item hoàn hảo cho vị trí hỗ trợ, nhưng sự thật thì nó đang bị game thủ bỏ rơi hoàn toàn. Đá tỏa sáng bảo hộ chỉ có 0,1% tỷ lệ mua trong Liên Minh Huyền Thoại, tức là cứ 1.000 ván thì nó mới xuất hiện một lần. Vậy điều gì đã khiến cho item này rơi vào tình trạng bị đát tới như vậy? Có lẽ nguyên nhân lớn nhất nằm ở việc đá tỏa sáng bảo hộ không phù hợp với vị trí mà nó phục vụ, hỗ trợ. Ý tưởng của món đồ này là giúp cho tướng hỗ trợ có thêm ô trống trong túi đồ để lên trang bị. Bạn sẽ không phải để ra một ô trong túi đồ để mua mắt kiểm soát nữa, bởi nó đã nằm ở chỗ của đá tỏa sáng bảo hộ rồi. Tuy nhiên, trên thực tế đã chứng minh rằng ý tưởng này không hề khả thi chút nào. Có rất ít trận đấu mà vị trí hỗ trợ sở hữu nhiều trang bị và mua đá tỏa sáng bảo hộ để có chỗ đựng mắt kiểm soát. Bản thân vị trí này đã không có được lượng vàng quá lớn, vì vậy các hỗ trợ thường sở hữu rất ít item giá trị. Hơn nữa, với việc tốc độ trận đấu diễn ra ngày càng một nhanh như hiện tại, số lượng trang bị mà hỗ trợ có thể sở hữu càng hạn chế. Trong phần lớn trận đấu, họ chỉ có thể sở hữu item khởi đầu đã nâng cấp, giày và một món đồ hoàn chỉnh mà thôi. Nếu trận đấu kéo dài qua phút 30, thì người chơi hỗ trợ có thể sở hữu thêm một món đồ lớn nữa. Điều này có nghĩa là trong phần lớn trường hợp, người chơi hỗ trợ luôn có vị trí trong túi đồ để mua mắt kiểm soát. Họ không cần tới đá tỏa sáng bảo hộ.
Bên cạnh đó thì chỉ số cộng thêm của món đồ này cũng không hề hấp dẫn game thủ. Đá tỏa sáng bảo hộ chỉ cung cấp điểm hồi kỹ năng và tốc độ di chuyển mà thôi. Việc bỏ ra 2.300 vàng để mua một món đồ như vậy, không hề gia tăng chỉ số phòng ngự hay tấn công như vậy, là điều không hề hợp lý chút nào. Và đúng là nó cung cấp tới 40 điểm hồi kỹ năng và 10% tốc độ di chuyển. Nhưng chúng có ý nghĩa gì đâu khi bạn bị sát thủ team địch lao vào one shot. Showmaker có cuộc gặp riêng đáng mơ ước với nữ hoàng sexy Sunmi. Là tuyển thủ Liên minh huyền thoại hàng đầu và vừa có một mùa giải vô cùng thành công với chức vô địch chung kết thế giới 2020, không khó hiểu khi Showmaker đã có một lượng fan hâm mộ đông đảo. Và trong số đó có cả nữ idol Sunmi, cựu thành viên nhóm Wonder Girls, người được mệnh danh là nữ hoàng sexy của K-pop. Trước chung kết thế giới, chính Sunmi đã có những bức ảnh nóng bỏng trong bộ đồng phục của Damwon Gaming có tên Showmaker để cổ vũ anh chàng này. Ngay lập tức, người chơi đường giữa này được nhắc tên khá nhiều ở Hàn Quốc. Và trong một chương trình đặc biệt này của Damwon Gaming kìa, hẳn nhiều người sẽ còn phải ghen tị hơn khi Showmaker có buổi gặp gỡ riêng với chính Sunmi. Ngay từ đầu chương trình, tuyển thủ của Damwon Gaming đã tỏ ra khá bất ngờ khi gặp fan girl đặc biệt của mình. Ngoài những câu chào hỏi thông thường, nội dung chính của chương trình này là việc Sunmi sẽ làm giáo viên để hướng dẫn cho Showmaker cách tạo dáng để có những bức ảnh ấn tượng. Trong khi Sunmi khá nhiệt tình và chủ động trong cuộc gặp gỡ này, thì Showmaker lại có vẻ ngượng ngùng và khá e dè, đúng như bản chất của một game thủ. Điều này đã mang đến sự thú vị cho chương trình, đặc biệt khi Sunmi được xem những bức ảnh tự chụp khá hài hước của Showmaker. Sau đó, cả hai bước vào phần thực hành và Showmaker lúc này đã thoải mái hơn. Anh cùng Sunmi hợp tác rất tốt và đã tạo ra vài kiểu ảnh ấn tượng. Cuối chương trình, Showmaker cũng không quên tặng áo mới của Damwon Gaming Kia kèm chữ ký của mình cho Sunmi. Đồng thời sẽ không quên hẹn nữ idol rằng sẽ gặp lại lần sau và sẽ dạy cho cô chơi Liên minh huyền thoại. Vậy các bạn nghĩ sao về những thông tin mới này? Hãy để lại bình luận của mình ở bên dưới nhé!